Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với Dũng Vision. Đây là bản tin khuya của ngày 13 tháng 8 năm 2024 sẽ phát vào lúc 0 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2024. Cũng như trong ngoài tiêu đề, chúng tôi đây là cái video chỉ có đọc và nghe chứ không có hình ảnh. Hôm nay chúng ta nói về chủ đề Iran. Thì cái Iran này thì chúng ta biết là trước đây nó cũng là một cái chế độ phong kiến, cũng có vua, vương quốc Iran. Sau đó các bạn Hồi giáo năm 1979 đã lật đổ cái chế độ này. Thì các cái chế độ mà phong kiến ngày xưa thì hiện nay ở khu vực Trung Đông này cũng có rất là nhiều. Đấy, khu vực Trung Đông, khu vực vùng Vịnh, thí dụ như là hiện nay là Ả Rập Xê Út thì cũng vẫn là phong kiến, là vương quốc Ả Rập Thống, tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, rồi vương quốc Ả Rập Xê Út, hoặc là vương quốc Jordani, vân vân thì có rất nhiều, rồi Bahrain, Qatar cũng là vương quốc cả. Thế thì Oman, thậm chí là coi như là đến bây giờ các cái thể chế này nó vẫn còn đang thân Mỹ, hầu hết là các cái vương quốc này nó vẫn còn thân Mỹ. Thế thì còn Iran thì lập cái chế độ cách mạng Hồi giáo, là lập cái chế độ thân Mỹ là cái thời điểm đó năm 79. Chúng ta biết nếu mà các bạn nào mà theo dõi từ cái hồi xưa thì các bạn đã nghe từ Pahlavi, là các bạn nghe rất là quen. Đó chính là tức là vua của bên Iran bị lật đổ đấy. Sau đó thành chế độ Cộng hòa, là thành cách mạng Hồi giáo, thì bây giờ nó gọi là Cộng hòa Iran. Là tổng thống đứng đầu. Thế bây giờ chúng ta ôn lại một tí về Iran để chúng ta hiểu rõ tại sao là Iran, là Mỹ và Israel lại căm thù đến thế. Trước đây nó là bạn thân của nhau các bạn. Iran là bạn thân với Israel. Iran là coi như là bạn thân, cũng không phải bạn thân mà giống như đồng minh như là Pháp với lại những là Nhật với Hàn Quốc bây giờ với lại Mỹ đấy. Thì đấy, thời điểm hồi điểm đấy nó cũng như vậy. Thế bây giờ chúng ta quay trở lại cái năm 79 và quay để tìm hiểu cái ông Pahlavi này. Thì năm 79 khi mà đối mặt cái binh biến và có nhiều cuộc biểu tình bạo lực chống lại chế độ của Pahlavi, thì ông Mohammad Shah Pahlavi là người đã cai trị Iran từ năm 1941 cho đến năm 79, là chúng ta biết là 38 năm, đã buộc phải rời khỏi đất nước. 14 ngày sau đó thì ông Khomeini, là ông bây giờ đấy, lãnh đạo tinh thần của cuộc cách mạng Hồi giáo, đã trở về sau 15 năm sống lưu vong và giành quyền kiểm soát Iran. Năm 1941 thì quân Anh và Liên Xô đã tiến vào chiếm đóng Iran. Trước sự nghi ngờ của người Anh và của Liên Xô, thì nhà vua lúc đấy là ông Shah, tức là ông Pahlavi đầu tiên của triều Pahlavi, đã buộc phải thoái vị, tức là vua cha đấy, và nhường ngôi cho con trai là Mohammad Reza. Nhà vua mới hứa là sẽ duy trì cái chế độ quân chủ lập hiến, nhưng thực ra vẫn là can thiệp vào chính phủ dân cử. Sau khi một cuộc âm mưu của phe Cộng sản chống lại ông thất bại vào năm 49, thì Reza lại càng tập trung quyền lực vào tay của mình. Tuy nhiên, vào đầu những năm 50, thì nhà vua đã bị lu mờ bởi Mohammad Mosaddegh, là một nhà dân tộc chủ nghĩa Iran. Mosaddegh đã thuyết phục quốc hội quốc hữu hóa các giếng dầu rộng lớn của Anh ở Iran. Còn Reza, người luôn duy trì quan hệ chặt chẽ với Anh và Mỹ, thì phản đối quyết định này. Tuy nhiên thì vào năm 1951, nhà vua vẫn buộc phải bổ nhiệm Mosaddegh, và cả hai năm tiếp theo là chìm trong căng thẳng. Đến tháng 8 năm 53 thì Reza đã cố gắng loại bỏ Mosaddegh, nhưng ủng hộ cho vị thủ tướng lớn đến nỗi mà nhà vua cũng buộc phải rời khỏi Iran. Một vài ngày sau đó thì tình báo Anh và Mỹ đã dàn dựng một cuộc đảo chính chống lại Mosaddegh, và nhà vua trở lại là người lãnh đạo duy nhất của Iran. Ông thay thế toàn bộ các đạo luật của Mosaddegh, còn Iran sau đó trở thành một đồng minh chiến tranh lạnh của Mỹ ở Trung Đông. Đấy, chúng ta thấy là coi như chỗ nào thấy Anh và Mỹ là nó tấm vào, nó đảo chính, nó lật đổ, tức là nó dựng lên một cái chế độ thân mình. Đấy, thế là coi như hóa ra là cái chế độ, cái những người mà coi như thân với Mỹ, với Iran, là thành ra là những cái đổ thừa cho là toàn dân là chọn con đường đó là không có đúng. Đấy, thế là những người đứng đầu thôi các bạn. Mà cũng nếu mà người đứng đầu mà dân bầu ra thì không nói, tức là nặn ra những cái người nó ở đâu nước ngoài nó về. Tôi thấy Bangladesh tình hình bây giờ cũng thế. Đến năm 1963, nhà vua đã thực hiện cách mạng trắng, một chương trình của chính phủ gồm cải cách ruộng đất, phát triển cơ sở hạ tầng, trao quyền bầu cử cho phụ nữ và giảm tỷ lệ mù chữ.
Mặc dù cái chương trình này đã được người dân Iran hoan nghênh, các nhà lãnh đạo Hồi giáo đã phê phán những gì cho là Tây hóa ở Iran. Ông Khomeini, một giáo sĩ người CIA, đã đặc biệt lên tiếng chỉ trích và kêu gọi lật đổ nhà vua, thành lập một nhà nước Hồi giáo. Năm 1964 thì Khomeini bị xử lưu đày và phải trốn ra vùng biên giới với Iraq, nơi ông tiếp tục gửi các thông điệp kích động qua radio. Nhà vua Reza luôn xem mình trước tiên luôn là một vị vua của Ba Tư. Năm 71, ông cho tổ chức một lễ kỷ niệm xa hoa mừng kỷ niệm 2.500 năm chế độ quân chủ Ba Tư tiền Hồi giáo. Năm 76, ông chính thức thay thế lịch Hồi giáo bằng lịch Ba Tư. Bất mãn tôn giáo ngày càng mở rộng, nhà vua cũng đàn áp mạnh mẽ hơn nhiều. Ông sử dụng lực lượng cảnh sát bí mật của mình để đàn áp mọi đối lập. Điều này khiến cho giới sinh viên và trí thức cùng những người ủng hộ Khomeini lớn mạnh thêm. Bất bình cũng đã lan tràn trong giới nghèo và trung lưu. Những người cảm thấy rằng thành tựu kinh tế của cách mạng trắng chỉ làm lợi cho giai cấp thống trị. Và năm 1978, biểu tình chống nhà vua đã nổ ra ở khắp các thành phố lớn của Iran. Đấy thì chúng ta thấy là khi mà đã nặn ra một cái chế độ đấy thì cái chế độ đấy là nó chỉ phục vụ cho bản thân họ và cho Mỹ và Anh thôi. Chứ còn dân thì tất cả từ đồng bằng đến nông thôn, đến thành phố, đô thị gì đó là coi như là trung lưu rồi sinh viên trí thức, nông dân thì thôi, lớp nghèo thì thôi quên đi. Thì ngày 8 tháng 9 năm 78, lực lượng cảnh sát của nhà vua đã bắn vào một nhóm biểu tình, giết chết hàng trăm người và làm bị thương hàng ngàn người khác. Hai tháng sau đó, hàng ngàn người lại tràn xuống ở Tehran để gây bạo loạn và phá hủy các biểu tượng của phương Tây, gồm các ngân hàng và các cửa hàng rượu. Khomeini kêu gọi lật đổ nhà vua ngay lập tức. Ngày 11 tháng 12, một nhóm binh sĩ nổi loạn đã tấn công cảnh sát của nhà vua, khiến chế độ của ông bị sụp đổ và nhà vua buộc phải chạy trốn. Reza đã đi tới một số nước khác để nhập cảnh vào Mỹ hồi tháng 10 năm 1979 để chữa bệnh ung thư. Tại Tehran, phái Hồi giáo đã phản đối bằng cách chiếm đại sứ quán Mỹ và bắt giữ các nhân viên làm con tin vào ngày 4 tháng 11. Với sự chấp thuận của Khomeini, các chiến binh này đã đòi trục xuất nhà vua về Iran để xét xử vì tội ác của ông. Phía Mỹ đã từ chối đàm phán và hậu quả là 52 con tin Mỹ đã bị bắt giam 444 ngày. Mohammad Reza Shah Pahlavi đã qua đời tại Ai Cập vào tháng 7 năm 80. Đây thì chúng ta quay lại cái thời cách mạng Hồi giáo 79-80, cái hồi này là chúng tôi cũng đã theo dõi rồi, cũng nghe rất là rõ rồi, bây giờ nghe lại thì nó chúng ta nhớ lại thôi. Chứ còn nếu mà bạn nào mà chưa từng nghe, nếu mà sinh cỡ năm 70-80 giờ hồi sau này chắc cũng chưa nghe các cái chuyện này, thì các bạn nghe lại vậy thôi, nghe để cho biết. Chúng ta biết là cái ông Pahlavi này, ông vua bị lật đổ này, chính là ông là rể của Ai Cập, tức là lấy công chúa của Ai Cập các bạn nhé. Thôi bây giờ chúng ta tiếp tục qua cái đề tài cũng là Iran, nhưng mà chúng ta nói về vấn đề khác. Thì năm 79 thì hàng trăm sinh viên đã xông vào cái đại sứ quán và bắt giữ 60 con tin Mỹ. Thì nhóm sinh viên này đã ủng hộ giáo sĩ Hồi giáo ông Khomeini và họ đòi trục xuất các nhà lãnh đạo bị lật đổ của Iran, trong đó có ông Reza Pahlavi, người đã trốn sang Ai Cập hồi tháng 1 năm 79. Đến tháng 11 thì được điều trị ung thư tại Mỹ, nhưng mà thực tế là coi như trốn sang Mỹ. Sau cuộc tấn công của sinh viên thì Tổng thống Jimmy Carter lúc bấy giờ của Mỹ đã ra lệnh cấm vận hoàn toàn đối với dầu mỏ của Iran. Thì chúng ta thấy cái bài này nó cứ diễn đi diễn lại từ hồi nào giờ này mà rất hiệu quả. Lệnh cấm vận này chỉ làm trầm trọng thêm khủng hoảng năng lượng đã diễn ra từ đầu năm 1979. Một cuộc đình công trên các chiến trường của Iran và của cách mạng tháng 1 đã làm gián đoạn nguồn cung dầu của nước này. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cũng đã tăng giá dầu xuất khẩu. Tất cả đẩy giá dầu đến cao mức cao nhất mọi thời đại. Tính đến thời điểm sinh viên chiếm đại sứ quán năm tháng 11, người Mỹ đã thay đổi, phải đối mặt với hậu quả của cuộc khủng hoảng này. Rất nhiều người xếp hàng ở trạm bơm tranh nhau vì xăng dầu thiếu hụt và thất vọng với những chiếc xe hao xăng do các hãng xe của Mỹ sản xuất. Thì chúng ta biết rằng là Ả Rập Xê Út là rất là thời gian dài là đứng đầu thế giới về xuất khẩu dầu mỏ, và đứng thứ nhì chính là Iran đây, và thứ ba là đó là Iraq. Thì năm từ những năm 70 cho đến bây giờ thì chúng ta biết là mới năm nay đây thì bắt đầu là Ả Rập Xê Út với thôi là không gọi phi đô la hóa, petro đô la đấy. Thì từ thời điểm đó với Iran đây nữa thì toàn là thân Mỹ hết, thì chúng ta bảo tại sao nó không giàu, tại sao lại không giàu? Rồi bây giờ nó bóp một phát là có nhìn giá nó lên gấp đôi như thế, thì bắt đầu là nó hốt tức là trữ đấy bạn, trữ xong cái là bắt đầu là coi như là
đến khi mà giá cao lên là bắt đầu nó đem ra nó bán, thì nó cứ là một gấp đôi gấp ba thì sao nó không giàu được. Nên cho nên là hỏi tại sao tư bản nó giàu nó như thế đấy các bạn, nó đã lật đổ, nó dựng lên một cái thằng khác lên là phải có lợi cho nó. Ví dụ như là Zelensky, chẳng qua Zelensky là đụng phải Putin thôi, chứ còn nếu mà đụng khác là nó cũng xong rồi. Đấy, thì chúng ta thấy là trước đây Hoa Kỳ và Iran cũng có mối quan hệ ngoại giao rất tốt đẹp. Ông Carter thậm chí còn tranh thủ sự giúp đỡ của ông Pahlavi nữa cơ. Trong khi ông Carter và nhà vua Iran lên kế hoạch hợp tác chặt chẽ hơn về các cái vấn đề năng lượng và quá trình hòa bình Trung Đông thời bấy giờ, thì tức là từ năm 76 đến năm 80 đấy các bạn. Đấy, lúc này là lúc năm 80, cuối cuối 79 đầu 80. Tại vì 80 là bên Mỹ lại bầu cử, sau đó là ông Ronald Reagan đã thắng cử và ông Carter là rớt. Bây giờ chúng ta tìm hiểu thêm thế là vì sao mà Israel và Iran từ bản thân lại trở thành kẻ thù không đội trời chung. Hai quốc gia này duy trì mối quan hệ tốt đẹp suốt 30 năm. Không biết vì lý do nào đó mà họ trở thành kẻ thù. Có thể nói là không đội trời chung, cho dù không có biên giới chung hoặc là tức là vướng vào bất cứ một cái loại tranh chấp về lãnh thổ nào. Thì sau hai thập kỷ mâu thuẫn gay gắt giữa Iran và Israel, khó có thể tưởng tượng rằng họ có mối quan hệ thân thiết và hợp tác trên nhiều cấp độ trong suốt 30 năm sau khi nhà nước Do Thái ra đời. Ngay cả sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 79, khi Iran đột ngột cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel, thì hợp tác quân sự giữa hai nước vẫn tiếp tục trong vài năm sau, bởi Tehran cần Tel Aviv cung cấp vũ khí phục vụ cho cuộc chiến tàn khốc với người Iraq thành láng giềng. Thì chúng ta biết là cuộc chiến giữa Iran và Iraq là năm 1980 cho đến năm 88 đấy các bạn, 8 năm. Sau hồi đó là coi như là các cái máy bay Iraq nó bay qua Iran, Iran không trả đó. Thậm chí ngày nay, khi những căng thẳng giữa hai nước ngày càng một tích tụ và sự nguy hiểm của một cuộc đối đầu trực tiếp đã xuất hiện rõ ràng, người ta vẫn có thể nói rằng hai nước không có lý do gì để trở thành kẻ thù, dù không có biên giới chung và không có tranh chấp lãnh thổ. Hơn nữa, người Do Thái đã sống ở Ba Tư, tức là vương quốc trong lịch sử này là Iran, khoảng 2.700 năm trước. Lịch sử người Do Thái ghi nhận đây là một vùng đất nương náu an toàn, đặc biệt dưới thời trị vì của hoàng đế Sisuf của đại đế trong thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Và nhiều người Do Thái ở nước này, cho nên có nhiều người đã bỏ chạy khỏi Iraq để đến tái định cư tại Israel. Iran đã đóng vai trò như một trạm nghỉ cho những người Do Thái trốn thoát. Tất nhiên Iran sau này được trả tiền hậu hĩnh cho dịch vụ này. Về mặt chính thức, Iran đã bỏ phiếu chống lại kế hoạch phân vùng của Liên Quốc cho Palestine năm 47. Và sau khi thành lập Israel, Tehran đã phản đối việc chấp nhận Israel như là một quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, năm 50, Iran đã trở thành quốc gia Hồi giáo thứ hai sau Thổ Nhĩ Kỳ trên thế giới công nhận nhà nước Israel. Mỗi quốc gia đều có lý do riêng để thúc đẩy quan hệ với nước khác. Đối với Iran, Israel được coi là một phương tiện thông qua cộng đồng Do Thái để giành được sự tài trợ của Mỹ. Siêu cường khi đó đang tìm các đồng minh trong các cuộc chiến tranh giành quyền thống trị toàn khu vực và toàn cầu đối với Liên Xô. Khi chiến tranh lạnh đang tiếp diễn là một nguồn cung cấp dầu quan trọng cộng với quyền kiểm soát con đường tiếp cận Ba Tư, Iran đã trở thành một đồng minh quan trọng của Mỹ. Về vấn đề này, họ đã tìm thấy điểm chung lớn với Israel. Tuy nhiên, trong nội bộ Iran, các lực lượng Hồi giáo và thế tục lại bất đồng về một trong những vấn đề là yêu cầu các nhà lãnh đạo tôn giáo như ông Khomeini rằng Iran phải gia nhập trục Ả Rập trong cuộc chiến chống Israel. Dù vậy, tiếng nói này đã bị lấn át bởi phe Mohammad Reza Pahlavi thân Mỹ trước đây, người đã củng cố quyền lực của mình sau một cuộc đảo chính năm 53 do Mỹ hậu thuẫn. Theo quan điểm của Israel, Iran phù hợp với học thuyết ngoại biên của Thủ tướng lập quốc Israel là ông Gurion. Theo đó, Israel đã cố gắng tăng cường mối quan hệ với những kẻ thù phi Ả Rập của kẻ thù, tức là quan hệ kẻ thù của kẻ thù. Những quốc gia này bao gồm Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Ethiopia, cũng như các người Cơ Đốc giáo ở Maronite ở Liban, cũng như là người Quốc ở Iraq. Dựa trên mối quan hệ đó thì Iran đã bán dầu cho Israel khi không một quốc gia dầu lửa nào khác trong khu vực làm như vậy. Tehran cũng trở thành một nhà nhập khẩu lớn hàng hóa và dịch vụ của Israel, bao gồm không chỉ các dự án nông nghiệp, dân cư, y tế và cơ sở hạ tầng, mà còn đào tạo các cơ quan tình báo của Israel, cung cấp cho cảnh sát bí mật khét tiếng của Shabat. Chính Thủ tướng Israel
Benjamin Netanyahu đã thuyết phục Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran. Nhưng trên thực tế, chỉ 2 năm trước cuộc cách mạng Hồi giáo, Israel và Iran đã từng hợp tác trong dự án hòa của một kế hoạch chung để phát triển một loại tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân. Trong những năm 60-70 thế kỷ trước, Israel có rất nhiều nhà thầu và cố vấn quân sự cư trú tại Tehran, một trường dạy tiếng Do Thái được mở ra ở đó cho trẻ em Israel. Còn hãng hàng không LR cũng đã mở chuyến bay thường xuyên giữa Tel Aviv và Tehran. Mối quan hệ đã nở hoa giữa Israel và Iran cuối cùng đã chấm dứt vì những thay đổi địa chính trị lớn hơn. Cái chết của các nhân vật thân Israel như Nasser vào năm 70. Nasser là chúng ta biết đấy là ông tổng thống của Ai Cập đấy các bạn. Nếu các bạn nào còn nhớ cái thời điểm này ấy, lúc mà duyệt binh của Ai Cập, tôi không nhớ là duyệt binh quốc khánh hay duyệt binh gì đấy của Ai Cập, rất nhiều coi như là các cái quan chức của thế giới, kể cả coi như là ông Nixon nữa, đang dự trên cái lễ đài, thì là cái một cái đoàn xe tăng gì đó vượt, tức là duyệt binh đấy, là đi ngang qua lễ đài, thì đến đúng giữa lễ đài là nó dừng xuống, tức là mấy tay súng ở trên cái xe tăng đấy là nhảy xuống, là xả súng lên lễ đài, là làm chết rất nhiều người và bị thương rất chết người và bị thương cũng rất nhiều. Thì trong đó là ông tổng thống của Ai Cập là ông bị chết trong cái vụ bắn đó. Các bạn cứ có thể xem lại ông Nasser các bạn nha. Thì ra đi cùng với ông Sadat đã dẫn đến ấm lên các mối quan hệ giữa Iran với thế giới Ả Rập. Hơn nữa thì việc ký kết một thỏa thuận giữa Iran và Iraq năm 75, trong đó Iran đồng ý ngừng vũ trang cho những người ly khai người quốc tại Iraq, dẫn đến việc giảm bớt sự thù địch tạm thời của hai cựu thù này. Trong cả hai trường hợp, giá trị chiến lược của Israel đối với Iran đều bị ảnh hưởng. Trong khi đó, thì các giáo sĩ Hồi giáo ở Iran vẫn duy trì truyền bá tư tưởng chống lại Israel. Và vì thế, khi mà chế độ quân chủ bị lật đổ trong cuộc cách mạng năm 79, thì chế độ thế tục độc tài của ông Shas Pahlavi được thay thế bởi các cái giáo chủ ôn hòa. Thì mối quan hệ với Israel là một trong những thứ đầu tiên là phải ra đi. Sống lưu vong ở Pháp, thì ông giáo chủ Khomeini đã trở về Iran năm 79, và không đầy 3 tuần sau đó thì ông đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel. Trong một hành động sỉ nhục hơn nữa, ông Khomeini còn biến đại sứ quán Israel trở thành trụ sở của tổ chức giải phóng Palestine. Mặc dù vậy thì kết nối Israel và Iran vẫn tiếp tục đến giữa những năm 80, chủ yếu là vì Iran dưới thời giáo chủ Khomeini nhanh chóng bị lôi kéo vào cuộc xung đột với Iraq của Saddam Hussein. Dù không ưa gì Iran, nhưng mà cơ hội để Israel cung cấp vũ khí cho Iran trong cuộc chiến là không thể cưỡng lại. Năm 81 đến năm 83, Israel đã bán được khoảng nửa tỷ đô la vũ khí cho Iran, mà hầu hết được trả bằng tiền dầu. Một ví dụ khác trong thỏa thuận Iran-Contra khét tiếng vào những năm 80 là một âm mưu kỳ quái. Trong đó, Israel đã bán vũ khí cũ do Mỹ sản xuất cho Iran và chuyển số tiền mà họ nhận được, trừ một khoản hoa hồng, cho các cuộc cách mạng chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa ở Nicaragua, bất chấp Quốc hội Mỹ cấm viện trợ cho Contras. Từ khẩu chiến cho đến vũ lực, thì sau khi sụp đổ của Liên Xô và sự thất bại của chế độ Saddam Hussein trong cuộc chiến tranh vùng vịnh năm 91, mối đe dọa chính trị với Iran lúc này đã trở thành là Mỹ, kế đến là Israel. Thì chúng ta thấy là Iran và Iraq nó cũng gần nhau. Bây giờ nó là tiêu diệt coi như là Saddam Hussein, tức là nó đã coi như là không kích Iraq, nó tan nát hết. Xong thì là bây giờ lại đổ thừa cho là cho Saddam Hussein là thua, cho nên bị sụp đổ. Cho nên bây giờ nếu mà nó, Mỹ bây giờ nó đem tàu ngầm, rồi tàu sân bay, rồi tất cả các loại máy bay ném bom, rồi cả các máy bay phóng tên lửa mà đến quanh quanh đây là coi tôi nó mệt lắm. Cho nên là nhiều khi bảo Iran hèn hạ hoặc là chưa dám đánh là cũng không phải, chưa hẳn đâu. Chúng ta cứ chờ xem thôi. Để chờ nó phải có, đúng về ý chí thì tôi thấy có đấy, nhưng mà đứng về cái lực thì có lẽ là bất tẳng tâm. Cho nên họ chưa, hoặc là khó mà có thể thắng được. Đây cả một cái thế lực như là đơn cực nó tiêu diệt, chứ không phải là đơn lẻ đánh nhau, chứ không phải hai quốc gia đánh tay bò với nhau khác. Cho nên trong những năm 90 thì cuộc khẩu chiến giữa Tehran và Jerusalem càng ngày trở nên thù địch và đe dọa lẫn nhau. Khi Iran cũng thay thế, Iraq trở thành mối đe dọa chiến lược quan trọng nhất đối với Israel. Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Lebanon và các nhóm vũ trang được Iran hỗ trợ, tất cả đều thực hiện cuộc
chiến chống lại chế độ Israel và người Do Thái trên toàn thế giới. Kế hoạch Iran phát triển vũ khí hạt nhân nổi lên như một trong mối quan tâm quân sự chính, không chỉ là đối với Israel mà đối với trật tự quốc tế sau khi sụp đổ của Liên Xô. Năm 1987, thì ông Rabin, còn gọi là Iran, là những người bạn thân thiết của Israel. Thủ tướng Rabin là thủ tướng Israel các bạn nhé. Nhưng chỉ vài ngày năm sau đó thì ông đề cập đến chế độ giết người tối tăm của Tehran. Năm 96, thủ tướng Israel là Shimon Peres cũng cáo buộc chế độ Hồi giáo nguy hiểm hơn là. Cuộc khẩu chiến đã đạt đến đỉnh điểm dưới thời Tổng thống Iran hai nhiệm kỳ, đúng là ông Mahmoud Ahmadinejad năm 2005 đến 2013, người đã nói về xác chết hồi tối của chế độ Israel giả mạo và kêu gọi hủy diệt Israel và phủ nhận các cuộc diệt chủng của người Do Thái của phát xít Đức. Sự thù địch vượt xa cả khẩu chiến, đó là một bí mật nổi tiếng trước khi thỏa thuận hạt nhân Iran và P5+1 được ký kết năm 2015. Thủ tướng Netanyahu đã thúc đẩy Mỹ tấn công các địa điểm ở Iran liên quan đến chương trình hạt nhân. Israel cũng bị nghi ngờ đã thực hiện một loạt các hoạt động bí mật trong những năm đó để nhằm gây khó khăn cho chương trình hạt nhân của Iran. Ngày nay, Israel can dự vào cuộc xung đột tại Syria chủ yếu là nhằm ngăn cản ảnh hưởng của Iran tại đây. Tel Aviv đã gần như tự do tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu mà họ cho là của Iran trên lãnh thổ Syria. Và một cuộc không kích như vậy vào ngày 17 tháng 9 đã dẫn đến thảm kịch máy bay trinh sát Nga bị tên lửa phòng không Syria bắn nhầm làm 15 người thiệt mạng. Ngoài ra thì chúng ta biết là Iran và Ả Rập Xê Út nó cũng không có mặn mà gì. Và chỉ mới có năm ngoái, năm 2023, thì khoảng tháng 3 năm năm ngoái thì bắt đầu chính thức là khôi phục lại cái quan hệ ngoại giao và tạo rất nhiều cái điều khiến cho Mỹ phải lo lắng, nhất là cái vai trò trung gian của Trung Quốc trong cái vụ này ở khu vực mà Washington đã có ảnh hưởng rất lâu rồi. Thì thỏa thuận được công bố 4 ngày sau ở cuộc đối thoại kín ở Bắc Kinh giữa hai quốc gia đối thủ ở Trung Đông. Phát ngôn viên của Nhà Trắng là ông John Kirby cũng cho biết rằng Washington không tham gia trực tiếp vào các cuộc gặp này, nhưng Ả Rập Xê Út có thông báo với giới chức Mỹ về việc thương lượng với Iran. Và ông John Kirby có vẻ hạ thấp cái vai trò của Trung Quốc trong thỏa thuận, cho biết là Nhà Trắng tin tưởng rằng cái áp lực bên trong và bên ngoài, bao gồm cái năng lực răn đe hiệu quả của Ả Rập Xê Út trong các cuộc tấn công của Iran và lực lượng đại diện, cuối cùng đã buộc Tehran phải ngồi vào bàn đàm phán. Tuy nhiên, cái cựu của quan chức cấp cao của Mỹ là ông Feldman cũng cho rằng vai trò Trung Quốc là khía cạnh quan trọng nhất của cái thỏa thuận này. Điều này có thể được diễn giải là một cái cú tát vào mặt của chính quyền của Tổng thống Joe Biden và cho thấy Trung Quốc là một cường quốc đang trỗi dậy. Và Feldman cũng hiện đang công tác tại Viện Brookings đánh giá. Một thỏa thuận đã đạt được trong bối cảnh Iran đang đẩy mạnh chương trình hạt nhân. Sau 2 năm, Mỹ không thể khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nhằm ngăn cản Tehran chế tạo tòa bom hạt nhân. Một nhà nghiên cứu tại Viện Trung Đông cho rằng Mỹ và Israel thỏa thuận này đã mở ra con đường khả thi mới để khôi phục tiến trình đàm phán bế tắc trong vấn đề hạt nhân Iran với một đối tác tiềm năng, đó là Riyadh, là thủ đô của Ả Rập Xê Út. Ả Rập Xê Út lo ngại sâu sắc về chương trình hạt nhân của Iran. Nếu thỏa thuận này giữa Iran và Ả Rập Xê Út có tác động lớn thì nó sẽ giúp đẩy giải quyết các vấn đề lo ngại về cái chương trình này. Nếu không chỉ nói là về mặt hình thức. Thỏa thuận ngày 10 tháng 3 cũng đã mở ra hy vọng một thỏa thuận hòa bình lâu dài ở Yemen, nơi các cuộc xung đột đã nổ ra từ năm 2014, được coi là cuộc chiến đại diện giữa Ả Rập Xê Út và Iran tại khu vực này, tức là Houthi đấy các bạn. Một nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ về Đông Á của thời chính quyền Tổng thống Barack Obama cũng cho rằng vai trò trung gian của Trung Quốc có thể mang lại những cái hàm ý rất là quan trọng đối với Washington tại khu vực Trung Đông. Và ông Russell nói rằng chưa rõ là Trung Quốc có phải chủ động đứng ra làm trung gian để giải quyết mâu thuẫn hay không. Câu hỏi đặt ra là liệu bây giờ có cái điểm gì báo trước cho những cái thứ sắp tới hay không? Liệu đấy có phải là điểm báo trước cho vai trò của Trung Quốc trong việc giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine khi ông Tập Cận Bình thăm Moscow hay không? Và với Iran thì cái thỏa thuận này nó sẽ không tốt cho Mỹ. Và ngay cả ông Safri, nhà phân tích cấp cao của Iran tại International Crisis Group nhận định, vào thời điểm Washington và các đối tác phương Tây đang gia tăng áp lực đối với Iran thì thỏa thuận này đã khiến cho Tehran tin rằng họ có thể phá thế cô lập, và với vai trò của Trung Quốc thì họ sẽ vẫn được tăng cường một quốc gia che chở cho họ. Và như vậy chúng ta thấy là Trung Quốc vừa rồi cũng đã tuyên bố nếu mà có chiến tranh giữa Israel và Iran thì Trung Quốc sẽ đứng về phía Iran. Trong cái phiên điều trần tại Mỹ 28 tháng 2 của Ủy ban Quân vụ Hạ viện, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ về chính sách là ông Khan
đã được hỏi về cái thỏa thuận hạt nhân của Iran hiện không còn tồn tại. Tiến bộ hạt nhân của Iran kể từ khi chúng tôi rời khỏi cái gọi là cái chương trình hạt nhân là rất đáng chú ý. Và ông Kha nói rằng đề cập tên viết tắt của thỏa thuận hạt nhân 2015 là hồi năm 2018 khi chính quyền tiền nhiệm được quyết định rời khỏi cái thỏa thuận hạt nhân thì Iran mất khoảng 12 tháng để có sản xuất đủ các loại vật liệu phân hạch cho một quả bom và bây giờ họ chỉ cần mất 12 ngày. Trước đó, các quan chức Mỹ cũng đã nhiều lần ước tính khoảng thời gian mà Iran có thể sản xuất đủ vật liệu như đạch trong khoảng bom là khoảng vài tuần, nhưng chưa bao giờ đưa ra một mốc thời gian cụ thể như ông Khan nói rằng là 12 ngày. Theo một báo cáo mật của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, thì các thanh sát viên được cho là đã phát hiện ra dấu vết của các hạt uranium làm giàu tới 83,7% tại cơ sở hạt nhân Fordo của dưới lòng đất của Iran. Tuy nhiên, họ không tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy Tehran thực sự sử dụng nó phù hợp với những lời giải thích của các quan chức Iran. Trong khi các quan chức và báo giới Mỹ tuyên bố Iran đã tiến bộ đáng kể trong cái việc vật liệu phân hạch, thì Lầu Năm Góc được cho là không tin là Tehran có khả năng và công nghệ để chế tạo được quả bom hạt nhân. Thỏa thuận có kế hoạch hoạt động toàn diện chung đã đặt ra những hạn chế nghiêm ngặt đối với chương trình hạt nhân của Tehran và đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Liên Quốc. Thỏa thuận được ký kết giữa Iran, Trung Quốc, Nga, Mỹ, Pháp, Đức, Anh và Liên minh châu Âu, EU. Tuy nhiên, tháng 5 năm 2018, thì Tổng thống Mỹ lúc đấy là ông Donald Trump đã rút ra khỏi thỏa thuận và đơn phương áp đặt lại các biện pháp trừng phạt Iran. Chính quyền của ông Joe Biden cũng đã cố gắng khôi phục thỏa thuận, nhưng không sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và các cuộc đàm phán đã bị đình trệ vào tháng 8 năm 2022. Thì qua đây, chúng ta có một bức tranh tương đối tổng thể từ đầu đến cuối của Iran từ khi mà lật đổ chế độ Tân Mỹ cho đến nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.